Em tên là Dương, em sinh năm 2000, quê ở Hải Dương. Cũng khá là lâu rồi, từ hồi còn đi học ấy. Nhưng mà bây giờ mới có điều kiện làm. Tại em vì ở quê cũng không có điều kiện để làm ấy. Thì xong rồi lên thành phố thì em thấy là bây giờ mọi người đi làm răng khá là nhiều. Ngày đầu tiên thì về nhà thì em cảm thấy nó hơi đau, hơi sưng. Nó có đau nhưng mà không đến, em cũng không phải uống thuốc giảm đau. Thỉnh thoảng đau thì có thêm thuốc tê nên là nó cũng hết. Mấy ngày đầu nó hơi đau thì em chủ yếu là ăn cháo với uống sữa. Sau đấy thì răng nó đỡ ê thì em ăn cơm được. Đến tuần vừa rồi thì em nghĩ là nó hết đau hoàn toàn thì ăn uống bình thường. Có hôm nay về mọi người cũng nhìn thấy là răng nhìn cũng bảo là cười nó khác, răng nó dài hơn. Mọi người đây rất là thân thiện, các bác sĩ cũng rất là nhiệt tình, hỏi thăm em thường xuyên. Mình chấm cho nha khoa thì anh 9 điểm.